Vi Tài Vlog xin kính chào các quý vị, các anh chị, các bạn thân mến. Hôm nay mình hai vợ chồng mình trưa đây mình ngồi mình ở trước nhà người ta đi mua cau các bạn. Cau năm nay cái giá nó năm ngoái là 20 mấy ngàn một ký các bạn. Nhiều ở quê mình trước là trồng chơi chơi thôi các bạn ơi, mà năm nay ta trồng á là ta đầu tư ta trồng rất nhiều tại nó có giá, nhưng mà năm nay là giá nó xuống các bạn. Người ta mua bữa có 2 ngàn, 2 rưỡi, bữa nay là có 3 ngàn. Giờ con chỉ vô đó đó, mày vô đi đó, là cao người ta mua có 3 ngàn một ký mấy các bạn ơi. Cái đây là cái cao mà ta trèo lên thì nó dài quá ta hái xuống, nhưng mà nó cái đây nó một là nó đều các bạn ơi, hai nữa để cái xe nó qua, thứ hai nữa là cái nó bị dò các bạn, nó dò thì lò nó không có mua, hơi dò các bạn ơi, hơi dò nên lò nó không có mua các bạn, nó dò này mình lột ra nè các bạn ơi. Đó cái đây thì người ta là cái chủ cây người ta cũng không có lấy làm gì, người ta nhiều lắm rồi dò để chín, nhiều khi chín cây nữa mấy người hái, người ta hái cho sạch để sau này người ta hái cho nó dễ các bạn, người ta làm vệ sinh ra cái cao khó vậy đó. Thì người dân mình đây cái đây ta mua cao đây về ta làm cho chế biến đủ thứ, nghe nói mình nước ngoài ta làm kẹo cao cho nó ăn cho mùa lạnh cho ấm gì đó các bạn ơi. Cái đây nó cũng xuất khẩu này, lúc trước nó mua con giá cô các bạn. Đây hai chồng mình chưa nán đây thì mình quay mình đưa lên xíu rồi mình làm cái chỗ cao này mình để chi các bạn ơi, mình mình trên mạng lúc trước các bạn ơi mình cũng tìm hiểu cái đó thì người ta chia sẻ các bạn, thì mình lấy cái ruột của trái cao này mình ngâm rượu các bạn đó, mình ngâm rượu cả 4 5 ngày vậy đó các bạn ơi, là nó ra cái độ chót đây các bạn ơi. Mình cũng làm trước khi mình cũng làm rồi, bây giờ nó thấy chót rồi các bạn ơi, cũng còn rượu nè, là để mình không có bị mình không có bị là nó sao rang các bạn. Cái này có được cao này nó có được chót, ngày xưa trên núi mấy người dân các bạn ơi người ta thường hay nhai trầu, mấy người dân trên núi mình á ở trên mình cũng quận ở trên sân tay rồi để tăng cho bùi đó, còn nhiều người ta vẫn còn có phong tục ta nhai trầu. Nó cũng ngư dân người Đài Loan các bạn, nhưng mà ở mình đó thì người ta ít có nhai chào đó các bạn, bây giờ lớp trẻ bây giờ nó không có nhai chào các bạn. Đây mình chỉ lo mình ngậm cho nó khỏi sao rang, thì nếu các bạn nhai chào vôi người ta ghiền, ngày xưa ta phụ nữ thì nhai chào, đàn ông hút thuốc nhiều người đàn ông cũng nhai chào luôn các bạn, nhưng mà nhai chào là người ta không có tốt các bạn ơi, nó sẽ dơ rang là nó dễ bị lâu ngày nó bóp trong đó mình đánh rang nó không ra các bạn, nó dễ bị gây ung thư đó, cho nên là mình ngâm rượu đó để nó có chất chót đó, nó rượu nó là nó khóc nó là xót khủng các bạn ơi, mà có chất cao nữa nó chót nữa thì nó sẽ diệt khuẩn nó tốt và nó ngấm vô rang mình nó tốt, và nó rang mình cũng không có bị vòn gì lắm đâu các bạn, nhưng mà nó khỏi sao rang đó các bạn, nó tránh nó phòng ngừa những cái virus ở trong rang miệng của mình các bạn. Cái này nó rất là chót nghe các bạn, mình tự nãy mình ngồi mình lậu hai chồng ngồi đây các bạn đó, mình xin cái buồng người ta bỏ này già đó, cái đây là nó hơi già các bạn, cho nên là ta phải bỏ thôi, lò nó không mua đêm cái nếu mà căng về ta lỗ sao các bạn, lò nó không lái các bạn sao lỗ thôi đó các bạn ha. Mình ăn cái chỗ này trong trang tráng này các bạn ơi, nó rất là nó không bị chết, nó rất ngon ha các bạn, chót sạch sao thôi, nhưng mà phía ngoài nó rất cái chót các bạn, chót dữ lắm, chót ngậm xíu chảy nước miếng luôn các bạn, chảy nó chót không quen các bạn đó. Nên mình cũng xin được là chia sẻ cho các anh chị các bạn để mình có thể mình lấy cao này mình ngậm trước khi ngủ đêm các bạn, trước khi ngủ đó, thì
mình ngậm một cỡ là 10 phút đó, thì nó sẽ diệt vi khuẩn mà không có bị sao rang các bạn, để ngừa sao rang. Ở ngày xưa người ta thường hay nhai trào cây cái rang nó đen nó xáo, nhưng mà ngược lại là nó đen nó rất là chét các bạn. Nhưng mà bây giờ thời buổi này mình làm như vậy thì nó cái rang mình nó dơ các bạn ơi. Bữa hai nữa là nó dễ gây là nó rang rang miệng, nó dễ nhiễm khuẩn các bạn, nó vi khuẩn nó nằm trong đó, nó bám đó. Nhưng mà mình xài rượu vừa ngâm cao như thế này là rất tốt đó. Mình cũng từng ngâm trước, mình hồi nhỏ mình không biết, mình cũng cũng bị sao rang các bạn, mà từ ngày rồi mình ngâm rượu cao đây mình ngậm thì mình không có còn sao rang nữa các bạn ơi. Đó, rang không có bị là huyết nữa các bạn. Để con mình, để mình lớn sau này mình cũng hướng dẫn cho cháu nó ngậm một ngày nó ngậm hai lần các bạn, có thể xóa một lần chiều tối trước khi ngủ một lần là nó tốt cái rang rồi các bạn ơi. Anh chạy ơi, nhưng mà các bạn ở ngoài độ cao mình làm đó. Đây mình làm chỉ cần 10 trái là nó cũng đã chót lắm rồi các bạn, mà cái đây giờ tao bỏ nhiều quá nên là mình xin về chưa nén, mình ngồi vậy trưa mình rảnh mình lậu coi mình tâm sự, mình chia sẻ luôn cho các chị các bạn luôn. Đây mình dầm rượu các bạn, mình dầm rượu uống dầm rượu mình ngậm này, rồi mình dầm đinh len nữa các bạn, mình dầm đinh len, củ đinh len là sâm của người Việt Nam, rượu mình cũng thường uống cái đó là rất tốt các bạn, mình dầm có hủ cái gì các bạn ơi. Các bạn ơi, trong ngày mình trong 3 ngày rồi mình ngâm cái rượu cao, bữa mình lọc trong 3 ngày mới làm ngâm các bạn ha. 3 ngày mà nó ra màu vàng thấy các bạn. Vàng thấy không? Đó, ra màu vàng thấy này thấy không? Đó. Các bạn. Trong màu vàng rất là đó. Chia sẻ thêm là các bạn thì mình ngoài đánh rang một ngày mình đánh 2 lần 3 lần sáng trưa chiều. Đó, thì có thể là mình ngậm thêm một hai lần cái rượu cao nữa, mình ngậm 5-10 phút gì cũng được, rồi xong mình nhả cái rượu ra đó các bạn, các anh chị đó, mình sẽ là diệt khuẩn cái lòng răng miệng mình rất là sạch đó. Thì mình cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm dân do để cho cô quý vị canh các bạn ở nhà mình có thể làm những trái cao ở nhà mình có đây để mình luôn. Cái đây thì bây giờ mình bỏ rượu vô thì nó cũng còn cái này, chưa cái đài lắm, thì có thể mình lấy cao thêm đây, mình sẽ đặt bỏ thêm vô cũng được các bạn, đặt bỏ thêm vô, đưa thêm vô. Lưu ý là mình uống nó không cháy, nhưng mà mình không uống các bạn. Ở đây mình dầm rượu, mình dầm rượu thường thôi. Ở đây mình mua là bao nhiêu cái chai này, mà cái lon hũ này 14.000 rượu, rượu 7.000 một xị. Trong bên đây mình ngậm thôi bạn, cho mình không uống đó. Cho nên là rượu, miễn có rượu là được. Cao này nó có rượu chót cho nên nó sát khuẩn rất tốt. Đây ngày xưa ông bà ta thường hay nhai trào cao rồi vậy đó, ngày xưa đã có kem đánh rang rồi thấy không, này có rượu chót nó diệt khuẩn. Còn thời này mình có kem đánh rang rồi đó, mình chỉ ngậm rượu để cho nó chát rang, có cái chất nó là chát rang của diệt khuẩn đó, diệt vi khuẩn ở trong cái rang miệng mình đó. Rồi cái video mình chia sẻ cao, chơi cao để ngâm rượu để mà mình ngậm cho nó vệ sinh miệng đó. Thì tới đây mình cũng tạm dừng, xin cảm ơn các bạn, các anh chị đã theo dõi video của mình. Có gì hay các bạn hãy chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ mình để làm video sau có chất lượng hơn nữa. Cảm ơn anh chị các bạn rất nhiều.